Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục cái video, thấy video hôm qua có nhiều người coi quan tâm về vụ học trường học, học sinh du học sinh có phải đi về dừng lại Việt Nam hay phải ở lại Mỹ, được ở lại Mỹ các bạn. Và hôm nay mình làm tiếp cái video thứ hai về cái tình hình ở Mỹ, về trường học ở Mỹ cho bà con, cô chú, các anh chị. Ai quan tâm theo với cái vấn đề này thì mình xin update tình hình của ngày hôm nay ra sao các bạn. Thì sáng hôm nay CDC có ra một cái thông báo là không cho mở cửa trường học vì không an toàn các bạn. Đó, CDC có ra một cái thông báo đó sáng nay. Thì ông tổng thống Trump ông mới dập lại liền CDC đó, là làm gây hoang mang dư luận các bạn đó. Ông Trump cũng sáng nay ông mới ra một cái thông báo là ông mới ép buộc, ông phải ép buộc các trường học mở cửa. Ông ép buộc bằng cách nào các bạn? Ông trong cái bài phát biểu của ông thì ông không có nói về cái du học sinh hay là học sinh trường đại học. Ông chỉ nói học sinh chung và đặc biệt là học sinh phổ thông các bạn. Đó, thì ông gây ép buộc bằng cách đó là ông dùng cái tiền mà của chính phủ cho trường học hàng năm đó, hàng quý, hàng tháng, hàng quý đó, ông sẽ cắt. Nếu trường học nào không mở cửa, ông sẽ cắt. Nếu tiểu bang nào không chịu mở cửa trường học, ông sẽ cắt cái số tiền đó. Thì cái số tiền cắt bằng cách nào các bạn? Và cái thứ hai, cắt bằng cách là gây áp lực với thống đốc tiểu bang, của những tiểu bang nào không có cho mở cửa đó. Ổng nêu ra một cái số lý do rất là hợp lý các bạn, chính đáng lắm, nghe rất là có lý đó. Ổng nói thứ nhất á là con nít ở Mỹ không có biết sự gì mà giống như nhỏ không có biết dùng computer, không có giống như học lớp 5, lớp 6, lớp 7 ở Mỹ này á, nó chỉ biết thấy nó dùng computer vậy thôi chứ nó không có biết dùng computer, nó chơi game rồi vậy thôi các bạn. Chứ con nít nó chỉ biết vô cái chỗ đó chơi game rồi vậy thôi chứ mà nó không có biết dùng computer để lên. Ví dụ nhà mất internet phải cần biết connect wifi hay là phải bấm vô mấy cái Zoom meeting này nọ để nói chuyện với thầy cô giáo, thì nó không có biết cái cách là làm đó và nó phải bằng sự trợ giúp của phụ huynh đó. Thì ông mới nói cái chuyện đó, con nít ở Mỹ không biết dùng computer và phụ huynh, một số phụ huynh cũng không có biết dùng computer người Mỹ. Các bạn đừng có nghĩ là ở Mỹ này ai cũng biết dùng sử dụng máy tính. Một số phụ huynh không có biết sử dụng máy tính và không có biết cách kết nối giữa cô giáo với học sinh ở nhà các bạn đó. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là học sinh mấy các bạn, nếu các bạn không biết thì mình nói cho các bạn biết là ở Mỹ này trường công á, thì học sinh mà private đi học sinh á, trong trường học á, nó có học tụi mấy người mà bị bệnh đau hay bị thiểu năng rồi các bạn vẫn học trong high school giống như mình bình thường, nhưng mà nó có những cái một số lớp đó có người dạy giữ và dạy những người bị bệnh đó, bị bệnh đau này nọ, văn hóa các bạn, dạy chữ vẫn học đó, vẫn học bình thường đó, coi như mà có người đi kèm. Thì bây giờ cái tình trạng mà đóng cửa trường học như gì á thì là nỗi ám ảnh của cha mẹ các bạn. Tại vì những cái cha phụ huynh mà có con bị bệnh đau đồ, không có kỹ năng, không có được qua huấn luyện, không có được qua cách dạy những cái người bị bệnh đau này nọ đó, thì có thể tạo ra một cái gọi là
nhảy lầu tự tử đồ giết chết cả nhà rồi các bạn. Đó đó là một trong những cái lý do. Còn hồi tại vì hồi giờ phụ huynh có ví dụ có con bị bệnh đau đi thì vẫn cho đi học, thì ở trên trường có những cái người cô giáo đó, người ta được huấn luyện về cách dạy những cái người đó, cái những cái người học sinh đó, những em học sinh đó, thì là nhưng mà cha mẹ đâu ở nhà đâu có biết được là sao đâu, cho không đâu có biết cách đứa nhỏ nó ở trên trường 8 tiếng một ngày đâu có biết nhiều bằng cô giáo, bằng cái những cái người ở gần đó, thì tối về gặp sáng về gặp vậy thôi, rồi sáng trở đi học vậy thôi các bạn. Đó đó là một trong những cái điều mà cần phải mở cửa trường học vào tháng 9 này. Cho nên mình nói chuyện trường học đóng cửa là không có, không, mình không nghĩ trường học đóng cửa đâu các bạn. Mình không thể nào nghĩ trường học mà mình không nghĩ là nước Mỹ này sẽ đóng cửa trường học vào có mùa thu tới này đâu. Đặc biệt là những em học sinh gọi là cái gì đó học mà phổ thông đó. Đó, trường đại học cũng vậy, trường đại học nó có trường đại học, ví dụ những người đứa mà học năm đầu, năm 1, năm 2 đại học rồi thì còn bỡ ngỡ chứ, thì cho nên nó phải mở cửa trường đại học và nó phải mở một hai lớp giống như cái video hôm qua mình nói các bạn. Cái vấn đề thứ ba nữa muốn mà phụ huynh mình gọi là gì, phụ huynh cần phải mở cửa trường học đó các bạn, là con nít nó ở nhà, phụ huynh phải con nít nó ở nhà, học sinh và phụ huynh phải ở nhà với con nít, với con, cho nên là họ sẽ không đi làm được đó. Và họ không đi làm được thì cái nền kinh tế nó sẽ đi xuống, sẽ tạo ra thu nhập này nọ, và phụ huynh cứ phải có thể phải xin tiền của chính phủ, xin tiền trợ cấp của chính phủ này nọ, vì con tôi có đường đi học đó, thì chính phủ sẽ mất một số tiền nữa các bạn. Chính phủ mất một số tiền nữa thì chính phủ không có muốn trả tiền đó, giống như bây giờ những người nào ăn tiền thất nghiệp mà không chịu đi xin việc làm, tại vì sợ đi ra ngoài rồi đem con virus đó bởi mình bị rồi đem về lây cho gia đình, coi trong nhà có con nhỏ thì ai mà gia đình có con nhỏ thì xin được cái tiền thất nghiệp đó, tiền trợ cấp chính phủ đó, thì trong cái hiện trạng tình trạng như bây giờ đó, đó là một lý do chính đáng đó. Cho nên ông Trump ông muốn cắt luôn cái đó, phải cho người ta đi làm lại công việc rồi lại đi làm lại bình thường, chứ đâu có mà có lẽ gì, đâu có mà để nào mà để giống như gì được, các bạn cứ ở nhà rồi dạy con nít, dạy không có sư phạm cho nên đâu có dạy con nít được các bạn đó, rồi tạo ra những trường hợp gọi là đánh con nít, đánh con rồi tại nó không nghe các bạn, tại không có sư phạm ấy cho nên không có biết cách dạy các bạn. Đó là những cái vấn đề mà mình nghĩ là nước Mỹ sẽ mở cửa trường học lại. Còn ba cái mà đuổi du học sinh về hay là gì đó, không mở trường học thì sẽ học sinh phải đi về luôn này nọ, cái đó là một trong những lý do thôi các bạn, áp lực tạo áp lực thôi, chứ mình nghĩ là không có đâu. Bây giờ tháng 7 rồi, hết một nửa năm 2020 rồi, nước Mỹ dậm chân tại chỗ, không làm được, không, mọi người không ai làm ăn gì được hết đó, kinh tế business chết hết, hãng xưởng bắt đầu mở cửa từ từ lại, số lượng người thất nghiệp cao nhưng mà số lượng job mở ra cũng nhiều đó. Bây giờ chính phủ nó có chơi cái trò là ai mà mở ra mà mướn nhân viên chính phủ cho $5,000, ít nhất $5,000 một đầu người đó các bạn. Đó. Đó là lý do tại sao mà nước Mỹ cần phải mở cửa trở lại, và sẽ, mình luôn tin rằng sẽ mở cửa trở lại, nước Mỹ vĩ đại. Ok, chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy hay, nghĩ video này có ích thì hãy bấm nút like, nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.